Mến chào các bạn. Các bạn ơi, cái hoa tím tím mà các bạn đang xem đây nè, loại hoa này là hoa rau muống này các bạn. Như các bạn thấy nè, loại hoa rau muống là một là loại rau ăn thôi mà cái hoa của nó cũng rất là đẹp nè. Theo như mình được biết là rau muống á, nó có hai màu hoa, đây là màu tím tím này và nó còn có thêm một màu hoa trắng nữa các bạn. Mình đưa sát cho các bạn xem đây này, cái hoa của nó rất là xinh này. Và hoa này các bạn có biết nó là hoa gì không nè? Hoa này cũng là hoa rau muống đó các bạn, nhưng mà hoa này là hoa của rau muống Nhật nha các bạn ha. Theo như mình được biết á, thì người ta cũng hái cái lá và ngọn của cái loại rau này để nấu canh hoặc là luộc ăn đó các bạn. Nhưng mà khi mà mình nhìn, mình thấy cái đợt nó ra hoa, mình thấy cái hoa của nó cũng rất là đẹp luôn này. Hoa của nó có cái màu trắng và phơn phớt màu tím, nhìn nó cũng dễ thương ghê nha.